không biết bay. Hello, xin chào tất cả mọi người. Ngoài đường Beat đang có mặt ở trung tâm thể dục thể thao Thành Long để theo dõi giải U17 quốc gia. Vì sao mà ngoài đường Beat đến xem giải U17 quốc gia? Đó là vì ngày hôm nay chúng ta sẽ được theo dõi màn ra mắt của Học viện Nutifood GMG. Để mình nói sơ về Học viện Nutifood GMG, đây là học viện do công ty Nutifood Việt Nam sáng lập năm 2015 và là kết quả của sự hợp tác với Học viện GMG Toàn Cầu, vốn cũng là đơn vị hợp tác xây dựng Học viện Hoàng Anh Gia Lai của ông bầu Đào Nguyên Đức. Nói nôm na có thể hiểu Nutifood GMG là học viện GMG thứ hai tại Việt Nam. Hiện tại thì Nutifood đã tuyển sinh được 2 khóa và sau một thời gian ăn tập ở Trung tâm Thể dục Thể thao Phú Thọ, thì Nutifood GMG đã chuyển lên Trung tâm Thể dục Thể thao Hàm Rồng của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai từ năm ngoái 2019. Để tiện cho việc tập luyện cũng như là thường xuyên cọ sát với các cầu thủ trẻ của Hoàng Anh Gia Lai GMG. Sau 5 năm ăn tập, hôm nay thì các cầu thủ Nutifood GMG cũng chính thức được ra mắt người hâm mộ khi tham gia giải U17 quốc gia 2020. Đối thủ đầu tiên của Nutifood GMG sẽ là U17 Cần Thơ. Ngoài đường Beat, mời các bạn theo dõi một số tình huống đáng chú ý trên sân để xem chúng ta có thể liên tưởng đến lối chơi của đội bóng nào hay không nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mắng chống điện nè. Good.
Chạy luôn em ơi,
Oh.